sao anh chẳng nói để hoa cao rụng trong đêm trăng buồn. Hoa cao rụng trong sân nhà em mà hương cao. Kính thưa trên các cụ, cùng các ông các bà, cùng toàn thể văn viên hai họ, cùng các cháu nam nữ của hai bên. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì với đại diện là quan viên họ nhà trai ra xin phép các cụ tới chơi chầu đám cưới. Thì nguyên tục nghệ thì mỗi nơi thì nó thế nào thì người cháu cũng chưa nắm rõ, thế nhưng mà thôi thì cứ theo cái chung thì phụ ông các bà cùng các bác các cô các bác hai bên vợ mặt các bạn mỗi thành viên qua thời gian hai cháu học tập công tác tìm hiểu đã đi đến thống nhất xây dựng hạnh phúc hơn nữa. Hôm nay đây nhà trai chọn ngày càng tốt, có cái cơ đầu văn hóa đến nhà chúng tôi. Và chúng tôi trước tiên là xin được cảm ơn về phía gia đình nhà chúng tôi. Hôm nay còn có các ông các bà các bác các cô các cậu các mợ của các bạn nữ thanh niên để dự buổi lễ ăn hỏi hôm nay. Và trước tiên những ý kiến của ông đại diện họ nhà trai của cơ đầu văn hóa nhà chúng tôi, trước hết là dâng lên báo cáo với tổ tiên, sau cũng là ra mắt cùng toàn thể quan viên hai họ. Và tôi được sự là ủy quyền gia đình nhà gái cũng như ông bà quê ông quê bà quê và bên họ cha nhà gái xin chấp nhận cây dầu ăn hỏi của cha. Cuối cùng nói gì hơn, chuẩn bị bước sang đầu xuân năm mới, xin kính chúc các cô, các ông, các bà, toàn thể các bạn thanh niên là chúc có nhiều sức khỏe và hạnh phúc trên đời. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng. Từ đây xa phút long đong, chàng về có thiếp mỏi
chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu anh nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh
xinh xinh quê hương hòa bình, đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ô một thay có con lợn quay, rồi đầy mâm câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Hạnh phúc lứa đôi ta duyên bền lâu,
bên nhau lo rừng xanh tổ ấm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa tươi đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương.
Anh sẽ yêu thương em yêu thật chân tình. Em ấm lòng
cho mãi sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời.
đôi má hồng về nhà chồng tung bay sạc pháo rơi đầy đường quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui kia thăm mãi bên dàn trầu mai sau đôi lửa chung nhịp cầu cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thênh thang trên con đường nắng đổ chan chan gió miên man theo từng bước chân nàng đám cưới về trên trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng và kính thưa quý vị quý mến đang có mặt trên sân khấu là sự hiện diện của hai gương mặt rạng ngời và hạnh phúc chú rể quý nương sánh duyên cùng với cô dâu Phương Luyến và để tỏ lòng trên đến sự hiện diện của toàn thể quý vị đồng thời ra mắt tới con viên hai họ thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ có một cái cú chào rất thân thương để cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị xin mời và một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị quý mến, để cho buổi lễ thành hôn được diễn ra một cách long trọng và tốt đẹp hơn thì ngay sau đây ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai họ nhà trai và nhà gái. Xin được trân trọng kính mời hai ông sẽ cùng nắm tay nhau trở lại sân khấu để chương trình buổi lễ thành hôn được chính thức diễn ra. Mừng hạnh phúc cho năm của đôi bạn trẻ chú rể quý nương sinh chuyên cùng với cô dâu Phương Luyến chính thức được bắt đầu. Và xin trân trọng tất cả tới của quý vị để cùng chúc mừng. Cho phái đoàn nhà gái, tôi xin được gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các cụ, công ông bà, nội ngoại của họ nhà trai, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa các cụ, công ông bà, cô dì chú bác, kính thưa toàn thể hội hôn, cùng hai gia đình, qua một thời gian tìm hiểu hạnh phúc của hai cháu, cháu Miến và cháu Lượng, được sự cho phép của hai gia đình và được sự nhất trí của hai chính quyền địa phương, hôm nay ngày này càng tốt, hai gia đình chọn ngày tổ chức hạnh phúc cho hai cháu. Báo cáo với toàn thể hội hôn là về phía gia đình chúng tôi xin giới thiệu tôi là bác của cháu Luyến và được sự ủy quyền của ông Quê và bà Quyên. Hôm nay đưa cháu về làm dâu con của ông bà bên gia đình. Thì cũng có đôi lời với báo cáo với các cụ, với con bà trong gia đình là cháu Luyến là chúng tôi mới còn trẻ lòng non già nên là về được làm dâu con các cụ trước hết là cũng xin được các cụ dạy bảo và giúp đỡ cháu trong cuộc sống và tôi cũng xin được cảm ơn về sự hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay là về gia đình chúng tôi có mặt đông đủ cô dì các cụ không có bà cô dì chú bác và anh chị em của cháu Luyến một lần nữa thay mặt gia đình tôi xin được cảm ơn và gửi lời chào lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới toàn thể các cụ không bà xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu chào dâu của vị trưởng đoàn là diện hòa nhà gái. Kính thưa quý vị kính mến, nhà gái phát biểu xong rồi để cho nhà trai cũng phải đỡ lời dăm câu để cho bên rể bên dâu và để cho hai họ được về nâu về dài. Và ngay sau đây xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với đài phát biểu nhận dâu của vị trưởng đoàn đại diện họ nhà trai và xin một tràng vỗ tay tình cảm của quý vị dành tặng cho bác đại diện họ nhà trai. Trước hết thay mặt cho quan viên họ nhà trai xin được cảm ơn những cái lời phát biểu thịnh tình và rất là nhiều ý nghĩa của đại diện quan viên họ nhà gái.
Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà và thưa toàn thể hồi hôn. Các cụ có câu là trai lớn thì phải lấy vợ, gái lớn thì phải gả chồng. Thì qua một thời gian các cháu tìm hiểu, yêu nhau và xác định là đến lúc là cần thổi chung một nồi cơm, sống chung một ngôi nhà và ngủ cùng một chiếc giường. Thì được sự công nhận của chính quyền địa phương cũng như là thống nhất của hai gia đình, thì hôm nay về hội hôn của quan viên họ nhà trai có tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu tại viên họ nhà trai. Thì trước hết xin kính mời trên các cụ, các ông, các bác cũng như toàn thể thanh niên nam nữ tại hôn trường là sơi trầu, sơi lướt và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Kính thưa trên các cụ, về ý của kiến của quan viên họ nhà gái thì quan viên họ nhà trai cũng xin được có đôi lời, tức là cũng chấp thuận cháu Phương Luyến là con dâu trong gia đình cũng như dòng tộc của họ Trần Quý. Thì qua khi mà cháu Luyến về thì cũng xin hứa với là quan viên họ nhà gái là gia đình cũng sẽ chỉ bảo dạy dỗ và sớm đưa cháu hòa nhập với gia đình và cố gắng làm sao đảm bảo được người dâu hiền. Thì trong cái cuộc sống thì cũng rất mong là đôi bạn trẻ cố gắng làm sao hạnh phúc và phấn đấu để sau này vững chắc hơn. Và tại hôn trường hôm nay thì xin chúc hai cháu có nhiều sức khỏe, cũng trong thời gian tới thì cũng có sớm có tin vui để báo hỷ cho cả hai gia đình, tức là sớm sinh được cháu trai cháu gái kháu khỉnh. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, thì qua cái lễ thành hôm nay thì thay mặt quan viên họ nhà trai thì cũng xin được cảm ơn cái tức là cảm ơn sự quan tâm cũng như là bớt chút thời gian của quan viên họ nhà gái đã về với quan viên họ trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu được long trọng và vui vẻ. Thì qua buổi hôm nay thì cũng xin kính chúc trên các cụ, các ông, các bà cũng như là quan viên hai họ là có một sức khỏe dồi dào, cuộc sống hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cả kính thưa quý vị kính mến, nhà gái thì đã đưa dâu về đây, giao con giao cháu để làm dâu bên này, và nhà trai thì cũng đã trình bày để chúc cho các bạn tử lay một nhà. Và xin cả kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai họ sẽ có một cái bắt tay rất tình cảm để cùng siết chặt tình thông gia. Và xin một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng. Và kính thưa quý vị kính mến, cây có gốc mấy lấy cảnh xanh ngọn, mà nước có nguồn mấy bể cả sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, để có tổ tiên trước thì sau mới có mình. Và xin mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng đưa chú rể cô dâu trở vào trong nhà, đứng trước bàn thờ tổ hướng dẫn hai bạn thắp hương làm lễ gia tiên và sau đó ra phòng cưới mời nước mời trầu toàn thể quý vị. Xin mời ban tổ chức những làm lễ trình đặc biệt dành tặng cưới toàn thể quý vị. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng được trở lại với một giọng ca trẻ, một giọng ca rất là xinh xắn đến từ phái đoàn đoàn viên họ là gái, chắc có lẽ rằng là người bạn hay người em, người chị thì của cô dâu gì đó. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng trở lại tiếng hát của Ngân Hoa. Vâng, là nickname Ngân Hoa, tên thật là Thúy Ngân. Vâng, xin được cảm ơn quý vị kính mến. Và đúng là trong cuộc sống thì đổ dồn về một bến, mà em chẳng yêu chàng, em đến chi đây, đến với đây không dây mà buộc. Buông cô hát đợi chờ thơ. Anh chưa đôi
trong ta ao tư thần thì hội mùa xuân. Qua bao lần tìm hiểu đã thành kiệt thê, hôm nay chung một nối về, nguyện lòng son sắt đi về có nhau. Nhà Lượng có một hàng câu, nhà Luyến có một dàn trầu vấn vương. Để rồi trong nhớ ngàn thương, hôm nay hai bạn nửa hương mặn nồng. Nhân ngày vui lễ tơ hồng, đôi vòng nhẫn cưới Luyến Lượng trao nhau. Và sau đây xin cả kính mời quý vị chúng ta cùng hướng tầm nhìn về sân khấu để cùng chứng kiến chú rể con dâu có những chiếc nhẫn tình yêu cùng trao cho nhau trong ngày vui hạnh phúc may trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng trao nhẫn cho nhau. Và kính thưa quý vị kính mến, chiếc nhẫn là biểu tượng của vòng tròn tình yêu. Còn chú rể hỏi MC là đeo tay trái tay phải, tay nào gần tim ạ? Cứ gần tim là trao. Vâng, kính thưa quý vị kính mến, chiếc nhẫn là vòng tròn biểu tượng của tình yêu. Nó có điểm đầu và điểm cuối giao nhau, thể hiện tình cảm, tình yêu thương đặc biệt của anh bạn dành tặng cho nhau. Sẽ cùng nhau xây dựng một lâu đài phúc, cùng nhau xây dựng một tổ ấm tương lai. Và cũng minh chứng rằng từ giờ phút này, chú rể Quý Lương cùng với cô dâu Phương Luyến đã chính thức nên vợ thành chồng. Vâng, quý vị có muốn chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ không ạ? Có muốn không ạ?
Nếu muốn thì cho một tràng pháo tay thật lớn hơn đấy ạ. Vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng về sân khấu để cùng chứng kiến một món quà rất ý nghĩa, một món quà về mặt tinh thần của chú rể quý nương, rất đặc biệt dành tặng tới cô dâu Phương Luyến, người vợ thân yêu của mình. Quý vị có biết món quà về mặt tinh thần của chú rể là món quà gì không ạ? Vâng, hôn ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Và xin mời hai bạn sẽ cùng quay mặt với nhau để cùng thực hiện món quà rất ý nghĩa của chú rể. Và xin mời hai tay của chú rể đặt đâu ạ? Cái chân nào mềm nhất đặt. Vâng, chú rể rất có kinh nghiệm phần mềm này em đấy ạ. Quý vị không suy diễn nhé. Và đôi tay, vâng, cô dâu thì rất là có kinh nghiệm, đã đặt đúng bờ vai vững chắc điển tượng của cô dâu. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đếm với MC từ 1 đến 3. Chú rể sẽ bắt đầu hôn cô dâu. Và nụ hôn sẽ được kéo dài 5 giây. Khi nào MC đếm ngược từ 5 đến 1 thì nụ hôn mới được kết thúc. Đề nghị chú rể quý nương sẽ cùng hợp tác với MC để cùng một thân tiện cho nhiếp ảnh gia cũng như nhà quay phim để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất cho ngày hôm nay. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đếm nhé. 1 2 2 rưỡi. Chú rể chuẩn bị chưa? 3 bắt đầu. 5 4 3 3 xong đến mấy, quên mất rồi quý vị ạ. 3 xong đến mấy ạ? 2 1 xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn những tình cảm yêu thương ngọt ngào của chú rể với cô dâu dành tặng cho nhau. Và để trở lại tiếp tục với chương trình trong ngày vui phút này, xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng được trở lại với những nghi thức trang trọng nhất trong ngày vui ngày cưới hôm nay, đó là nghi thức cắt bánh cũng như rót rượu champagne trong ngày cưới. Và cũng là quý vị đang có mặt hiện diện trên sân khấu là bố mẹ thân sinh ra chú rể quý nương đang đứng cạnh chú rể đẹp trai quý nương. Và một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để cùng chào mừng. Vâng, đang đứng bên cạnh của cô dâu, đó là hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai họ. Cũng xin một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để cùng chào mừng. Và tiếp theo ngay sau đây xin trân trọng kính mời chú rể cô dâu, chúng ta sẽ cùng tiến về tháp bánh để cùng nhau tay chung tay cắt lên những chiếc bánh hương vị ngọt ngào trong tình yêu, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Và xin mời chú rể cô dâu. Và kính thưa quý vị yêu mến, và đúng là tay bưng đĩa muối đĩa gừng, gừng cay với mặn xin được bên nhau. Bánh này bánh như bánh tỉnh, sáng như trăng sáng giữa mình với ta. Bánh này xin được ở khách sạn, sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Ở khi này được chứng kiến những giây phút những khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào nhất của đứa trẻ với cô dâu đang thực hiện những nghi thức cắt bánh trong ngày cưới. Những chiếc bánh biểu tượng của tình yêu, những bánh hương vị ngọt ngào trong tình yêu. Và tiếp theo xin mời hai bạn cùng di chuyển sang nắp ly để cùng nhau rót lên những ly rượu champagne màu hồng trong tình yêu. Và đúng là rượu, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy, sắc màu tình yêu. Rượu champagne được ví như nước và mật ngọt, nước tới thêm tươi tắn cho tình yêu, mật ngọt. Và tiếp theo xin mời chú rể quý nữ khuây chai champagne đi. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn, còn lại sẽ rót lên tháp đi. Và xin mời chú rể cô dâu cầm ly của mình lên đứng ở giữa đấy. Và ngay sau đây xin được kính mời quý vị, chúng ta cùng hướng về sân khấu để cùng chứng kiến bố mẹ hai bác trưởng đoàn cũng như chú rể cô dâu sẽ cùng nhau cụm ly để chúc mừng hạnh phúc. Xin mời 1 2 3 dâu, 2 3 dâu, 2 3 chúc mừng. Và xin mời chú rể cô dâu nồng tay với nhau đi ạ, để cùng uống ly rượu ra bơi. Kính thưa quý vị mến, luyến như một chén rượu đầy, lượng chưa cạn mà lòng đã say. Nếu luyến là chén rượu cay thì lượng xin uống cạn để say suốt đời. Chú rể cạn chưa? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được cảm ơn hai bác trưởng đoàn. Xin mời hai bác sẽ cùng trở lại với bàn tiệc nước tiệc trầu để cùng tiếp tục chương trình.
Kính thưa Hội Hiên, hôm nay là tôi hồi hôn, hôm nay là tôi là bà nội của cháu nữa. Thì là tôi có một tí chút quà của tôi để tôi mừng cháu dâu. Vâng, tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà của bà ngoại chuẩn bị cho lại để dành tặng ấy cho cháu. Quý vị đang được chứng kiến món quà của bà nội dành tặng tới cháu trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn bà nội rất nhiều ạ. Tôi cũng chỉ có gọi là ngoại nhỏ để tặng hai cháu để các cháu sau này ấy. Các cháu nhớ đến bà ngoại. Đây tôi xin đây bật gì các cậu trong miền Nam để tặng cho hai cháu. Cô đồ gà cô. Lời cả tặng này. Kính mến, và đúng là ngày vui pháo nổ vang trời, bố mẹ tặng hai đứa một nời vàng son, rằng dâng hiền dề thảo nghe con, bó công cha mẹ sớm non tối kể, chút còn nhỏ tấm lòng son, bố mẹ tặng mà để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy khôn lớn thành tài, bố mẹ vui. Và quý vị đang được chứng kiến món quà kỷ vật yêu thương của người mẹ chồng đang trao cho cô con dâu, một chiếc kiềng bằng vàng, bốn con chín. Và xin một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị được cùng chúc mừng. Vâng, tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà của em nội và em nan ở trên sân khấu để tặng quà cho anh chị cũng như chủ mối hình của gia đình. Về quê tôi bắc mình quý bạn ơi người ơi người bắc mình lòng nghĩa bao thương mãi bình làng công gửi trong câu hát trao riêng câu hát mời chầu câu hát áo khăn này người gửi này đây.